Xin chào tất cả các bạn nhé. Mình là Xuân và hôm nay trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cái Aeros của Tractor. Con này thì nó đã có xong vòng 1 và vòng 2, nó đã trả tiền rồi. Đây là cái vòng 3 nhé. Đây là Aeros vòng 3. Và ngoài ra thì con này nó đã được list trên CoinMarketCap nha mọi người. Nó đã được list trên CoinMarketCap rồi. Và được bán ở trên sàn đó là Hotbit. Rồi. Và trong cái chương trình promotion game của nó, chương trình Aeros của nó thì nó sẽ tặng cho mỗi cái nhiệm vụ của bạn là được 7.000 chat, và tổng cộng nó có 7 nhiệm vụ, tổng cộng nếu các bạn hoàn thành hết tất cả là 49.000 chat token chat, là tương đương với tầm khoảng 22-23 đô nhé. Rồi thì nhưng mà mình phải nói trước với các bạn rằng là cái này thì nó yêu cầu cũng khá là cao đấy, chứ không phải là nhiệm vụ đơn giản đâu. Ở trước khi mà để mà nghe cái account này của các bạn là hợp lệ thì các bạn cần phải KCI đầy đủ, KIC đầy đủ luôn. KIC đầy đủ, và ngoài cái token này nó sẽ được trả vào ngày 31 tháng 8 này. Đấy. Các bạn sẽ vào đọc kỹ ở cái phần này nhé, thì mình chỉ nói qua thôi. Cái phần này đó là nó mỗi người là chỉ được một account thôi. Nếu như mà nó phát hiện ra các bạn làm nhiều account ấy, thì nó sẽ khóa luôn. Đấy. Ở đây thì nó có, sau khi các bạn làm xong tất cả thứ, nó yêu cầu các bạn còn phải điền vào cái form này. Sau đó điền vào cái form này, bắt đầu các bạn mới vào cái chương trình thưởng của nó nhé. Bao gồm có địa chỉ ví này, email này, Facebook, Twitter, Charter Info. Đây là chính một cái diễn đàn của nó nhé. Thì bạn cần phải vào cái charter.info này để đăng ký một cái tài khoản ở trên đấy, để điền vào đây này. Telegram, Instagram, Reddit này. Password, confirm password. Cái này là cái password của các bạn để khi đăng nhập của nó ấy, các bạn có đồng ý với nó hay không thì phải yes vào đây. Và ngoài ra là nó có một cái câu hỏi, đó là các bạn phải trả lời được là khi nào cái token này nó trả, thì các bạn phải ghi vào 31 tháng 8 năm 2019 nữa. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Làm từng bước một. Thế nên nếu như mà các bạn chưa hoàn thành xong là nó sẽ không cho vào cái chương trình này luôn đấy ạ. Đấy. Rồi mình vừa nói dẫn qua, bây giờ các bạn sẽ quay lại trở đầu cái trang của nó nhé. Thì đầu tiên là các bạn sẽ vào cái Twitter của nó này. Các bạn sẽ ấn vào theo dõi. Ok. Quay lại. Quay lại đấy thì các bạn sẽ điền vào ở phía dưới này. Các bạn kéo luôn, làm nhiệm vụ nào xong thì các bạn điền vào luôn ở đây cho nó đỡ quên nhé. Cái địa chỉ ví này là mình sẽ dùng để về địa chỉ của ví ETH nhé. Con này hiện tại nó mới chỉ cho giao dịch chuyển đổi sang ETH thôi. Địa chỉ email của bạn này. Mình làm cái nào mình sẽ điền cái đấy trước nhé. Còn những cái kia sẽ in sau, cho nó lưu của mình luôn này nhỉ. Rồi tiếp tục đó là link in. Ở đây nó chỉ yêu cầu các bạn đó là follow nó thôi, chứ còn ngoài ra không làm gì khác. Thì các bạn ấn tiếp vào link in này. Rồi ấn follow. Rồi xong lại quay lại cái trang đấy. Sẽ điền tài khoản link in. Nếu như các bạn mà vẫn chưa rõ cái cách lấy các cái tài khoản link in hay Twitter, các bạn có thể xem cái video mình đính kèm ở dưới cái mình đính kèm ở dưới này nhé, để cái video hướng dẫn lấy các cái tên username cũng như là đường link của cái tài khoản cá nhân của bạn trong các cái tài khoản mạng xã hội, để mình chỉ lần sau mình chỉ việc điền thôi. Chết.
Rồi, điền profile LinkedIn này. Ơi hả? Quay lại bên trên, tiếp tục làm. Các bạn cứ làm lần lượt từng nhiệm vụ nhé, chỉ là vào và Facebook thì online, còn các cái tài khoản là ấn theo dõi nó thôi. Như vậy là xong thôi, xong sau đấy các cái bước khác mình sẽ hướng dẫn tiếp nha. Như cái này là ấn vào join này. Đơn giản vậy thôi mà. Quay lại Reddit. Tài khoản Reddit đây. Đấy các bạn, nếu các bạn mà chưa làm cái list giống như mình làm ấy thì các bạn có thể xem video ở dưới mà lúc trước mình đã nói nhé. Như vậy thì các bạn làm nó sẽ khá là nhanh cho các bạn, tiết kiệm thời gian cho các bạn mỗi lần các bạn tham gia. Rồi mình đã làm xong các cái tài khoản đấy rồi, còn bây giờ đến cái nhiệm vụ thứ 7, nhiệm vụ cuối cùng đó là vào cái chapter forum này này. Thì các bạn sẽ ấn vào đấy để các bạn điền thông tin nha. Các bạn sẽ ấn vào phần register này để các bạn tạo tài khoản cho mình. Rồi, nếu như là nó có mấy yêu cầu là member mới, là người mới thì các bạn sẽ vào đây và say hello này, cái gói đường link này. Còn ngoài ra nó có thuê một cái người quản lý các cái phần thưởng thì các bạn có thể vào đây để ủng hộ cho họ này. Và ngoài ra còn cái cuối cùng đấy là cái link cuối cùng này, cái link mà các bạn có thể kiểm tra các cái chương trình quà tặng của nó nhé. Chương trình quà tặng nó, các bạn vào đây nếu các bạn kéo xuống cuối, các bạn sẽ ấn vào I agree to register này, xong sau đấy các bạn điền thông tin đăng ký của bạn vào này, username này, địa chỉ email này, password này, confirm password này, chọn ngôn ngữ, cái này thì ghế rồi. Xong sau đó tích vào không phải ghế máy và sau đó là ấn submit nhé. Rồi ấn submit này. Bây giờ các bạn sẽ phải vào mail để xác nhận cái email đấy này. Nếu như mà bạn không thấy trong tài cái hộp thư đến thì các bạn có thể tìm ở cái hòm thư các hòm thư khác nhé. Kiểm tra hòm thư của mình. Nói chung là cũng mất tầm gần 1 phút để mới nhận được cái thư. Sau khi nhận thư xong thì các bạn sẽ ấn vào cái đường link của nó để xác nhận nhé. Rồi sau khi mà các bạn ấn link ở cái email xong để kích hoạt tài khoản xong, các bạn sẽ ấn login nha. Rồi các bạn điền thông tin đăng nhập các bạn ở đây nhé, sau đó sẽ ấn login nha. Nếu mà các bạn muốn lần sau đăng nhập không phải điền lại thì các bạn ấn remember login này. Xong rồi các bạn, bây giờ các bạn sẽ vào cái phần quay lại cái phần mà các bạn đang điền thông tin nhé. Thì các bạn sẽ điền cái chapter username của bạn vào đây, cái username các bạn vừa đăng ký ở đây này. Sau đó là còn mấy cái còn thiếu thì các bạn sẽ em cho mình. Thứ nhất là cái điền địa chỉ ví ETH của các bạn vào đây nhé. Xong rồi điền email. Rồi tiếp tục kéo xuống phía dưới, ở đây nó là password và confirm password. Chính là cái hai cái này sẽ sử dụng, chính là bạn đang đặt mật khẩu cho cái tài khoản của bạn mở trên chapter này nhé. Điền mật khẩu này, sau đó ấn vào tích vào cái ô vuông ở I agree này. Cái này các bạn sẽ ghi là các bạn sẽ quay lên cái ngày phát thưởng đấy. Các bạn sẽ copy cái đoạn này này. Rồi xong các bạn dán vào cái when distribution này. Rồi sau khi điền xong tất cả các thông tin thì các bạn sẽ ấn join the program nhé. Rồi sau khi các bạn ấn đăng nhập xong thì nó sẽ hiện ra một cái màn hình như này, thông báo là cái tài khoản của bạn đã được tạo này. Rồi
Rồi sau đó các bạn sẽ kiểm tra hòm thư nhé. Nếu như mà hòm thư đến của các bạn không có, các bạn kiểm tra hòm thư spam này. Đây của mình thì mình thấy nó gửi về đây rồi. Rồi. Đấy, cái hòm thư nó chỉ thông báo là đã đăng ký thành công thôi. Và sau đó là các bạn sẽ vào cái login vào cái này thì các bạn sẽ quay trở lại kia, các bạn ấn login, điền địa chỉ email và password các bạn vừa lập vào đây, sau xong đó ấn login nha. Ấn login này. Rồi đấy là sau khi các bạn login xong nó sẽ hiện ra một loạt các này, các cái tài khoản của các bạn này. Rồi ở dưới đây nó có một cái link. Đây chính là cái link mà để các bạn gửi cho bạn bè của mình ấy. Thì với mỗi người đăng ký thì bạn sẽ được nhận 10% từ cái việc hoàn thành các nhiệm vụ của họ nhé. Còn và một cái quan trọng nhất mà ngay từ đầu lúc đầu mình bảo đó là các bạn cần phải KYC cái tài khoản của bạn. Thì ở đây nó có nói này, ví dụ như ở đây nó nói của mình là tài khoản của mình vẫn chưa hoàn thành cái việc KYC. Đấy, cần phải gửi một cái ảnh tự sướng gồm có đây, mình sẽ ấn luôn vào cái để nó bảo có cái click here cho for next time, các bạn có thể nhìn đấy. Đấy, tức cái ảnh tự sướng của mình nó sẽ gồm có một cái địa chỉ mail mình đăng ký này, chat là tên ấy của nó, và cái ngày mà các bạn chụp cái ảnh này cộng với cái thẻ chứng minh nhân dân của các bạn nữa. Sau đó các bạn sẽ gửi vào cái hòm thư đây này, nó ghi rõ là các bạn sẽ gửi cái hòm thư vào cái ảnh đấy vào cái hòm thư này nhá, kyc@charter.com nha. Thì sau khi gửi xong đấy là coi như là các bạn sẽ hoàn thành các bước và đợi nó đồng ý nữa là xong rồi. Rồi gửi cái link, copy cái link này để gửi cho mọi các bạn bè của bạn để nhận thêm cho hoa hồng nhá. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đó, cảm ơn các bạn.